Đó. Trời ơi. Cái này xa đi. Nhìn cái lạ luôn anh. Trời ơi, có cá lóc à. Rồi một đầu chì, một đầu nổi nữa này luôn cho anh chị ơi. Có cá bự nữa. Đầu chì đầu nổi nè. Em cùng mẹ và bé Vi mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Mình xin chào cả nhà. Xin chào bà cô chú. Ngày mới em cùng mẹ và bé Vi mến chúc tất cả cô chú anh chị và bạn luôn nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Cô chú anh chị và bạn ơi, hôm trước em có đi đặt mấy cái lờ, nhưng mà cái chỗ đó là chó với lại đi vô xa quá đó. Thì hôm nay là em đi dở một mình nè à. À, mẹ ở nhà với bé Vi nghe mẹ, tại vì chỗ đó đi lên ruộng rất là xa luôn, mẹ đi không nổi đâu, với lại thêm phần nữa là chó nó sủa quá trời sủa luôn. Con đi mình đi. Hôm nay con đi một mình, con ở nhà với bà nội ngang chút xíu cho về nha. Không nghe. Ăn gì vậy cho? Hả? Có ăn gì vậy? Hùng cái bác cải chạy luôn. Hùng cái bác cải chạy luôn. Thôi giờ em tranh thủ, tại giờ cũng 7 giờ của chú chị. Em tranh thủ em đi dở mấy cờ lờ rồi về có cá rồi cái dành em chế biến món ăn. Thôi mẹ nhà mới đi nha, con đi dở lờ các bạn. Ừ. Em đi tới nơi dở lờ cô chú anh chị. Hôm trước là cái miếng ruộng này là người ta chưa có cắt. Hôm nay người ta cắt rồi. Đó thì em đặt cái con kinh này nè. Kinh đường nước để mà bơm nước lên ruộng nè cô chú anh chị. Đặt từ ở đây dài vô tới trong kia luôn. Giờ em dở cái này, cái đầu tiên. Đặt được có 13 cái à. Có gì không nữa. Rồi. Có tôm nữa cô chú anh chị, con cá lóc con tôm nè. Còn cá trắng nữa, cá sạch chứ. À, được thì có tôm nha. Con tôm lóng nè. Được 3 con rồi đó, con cá lóc tận nữa. Không biết cái này sao đây. Đường này có tôm lóng nè cô anh chị. Nước cạn quá. Này không có. Nước nó rút quá, cạn quá. Có con cá sặc một à. Em đặt cái khúc trong kia nước sâu hơn. Nhưng mà để em dở, tại em đặt bên đây có mấy cái à. Còn cái hướng bên kia nhiều hơn cô chú chị. Sao nước cạn dính vậy ta. Chúng đặt đâu cạn dưới gì đâu. Đặt cạn quá, cá nó nhát lắm. Cô chú chị nó thấy nó không vô. Con cá lóc lên nè. Cá lóc nhỏ, con cá sặc. Cá lóc tận. Từ đây dạy vô trọng thấy chim hơn nè, thấy nước nhiều hơn rồi cô chú chị. Đó. Trời ơi. Trời ơi. Hết biết cái này luôn. 2-4 con cá lóc luôn cô chú anh chị ơi. Trời ơi. Đây nè. 4 con cá lóc. Ôi trời ơi nè. Khiếp thiệt cô chú anh chị ơi. Chúng bởi vì nó từ đây vô tới trọng ngon nè. Nước sâu nè. Trời 4 con cá lóc. Trời ơi mẹ đi chứ. Lên nè. Trời dở này cái rung tay luôn á trời. Trời 4 con luôn nè. Thiệt thiệt. Bây giờ gọi chúng quá thì chúng rồi thôi. Vô cái 6 con cá lóc, 4 con cá lóc nữa. Cái đường này vậy mà nè. Không có ai đặt cái cô chú chị. Này vẫn còn cá sặc à. Cái này nó bị đứt hên dây cô chú chị ơi. Đứt hên dây nó bị thòng quá. Đứt hết dây nè. Cái dây của cái hôm á. Cái này ai dở được cái ngoài này ta, tại vì cái đường này không có cái cây cầu này để bắt qua cho xe ra nó cài quá. Em đặt ra bên kia nữa nè. Đặt giặt bên đây không à. Xúc lên cái hôm à. Nó đâu đặt tới ngoài dưới người ta.
xong. Đặt tới ngoài này dưới đi. Con cua nè. Mấy cái đường này đi cực thiệt nhưng mà có cá của chú anh chị. Đi vô đi bộ vô xa. Này xa đi. Nhìn cái lạ luôn anh. Trời ơi, trời ơi, có cá lóc à. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, cá lóc này. Trời ơi, trời ơi. Còn cá. Cái gì à? Lao kiến con cá phi nữa. Rồi một cặp cá lóc nữa. Nó đặt cái đường này đi xa thì đây là chúng cá. Bỏ vô vỏ vỏ cái này kia. Đây đi. Đường này tập trung quá của chú anh chị ơi. Lâu lâu rồi hên được cái đường chưa ai đặt. Tập trung quá trời. Cái đó nó nghiêng là nghiêng lắm. Này, con cua. Dở còn đâu 5-6 cái nữa của chú chị mà bây giờ bộn cái lóc rồi đó. 7-8 con rồi. Chết. Do nó bị gắt nè, nó cá nó vô nhiều quá, nó gắt nè cô chú anh chị. Gắt lỗ quỵ quá, cá ra hết rồi, chứ cái đường này cá dữ lắm luôn. Cá ra, chứ cái này có con lùm này ngon chết luôn. Ra. Yeah. Tiếc thiệt chứ. Lủng lỗ quá chứ bự luôn. Em ơi thì tiếc thiệt, gắt lỗ bự quá. À cái này như có cá lớn này, cá trắng 100% có cá lớn này của chú anh chị. Tại vì mặt đầu chìm nè, đầu nó nổi lên lúc luôn nè. Em nghĩ là vậy đó. Nó giờ em biết lắm mà. Biết thế nào cũng có cá lớn à. Một con cá lóc nữa. Sau chìm một đầu nổi là thế nào cũng có cá bự vô à. Dừa của chú anh chị. Hấp dẫn quá. Cái này là em đổi bên lên đặt rồi. Chỉ đang chặn cái chỗ bọc này là có cá của chú anh chị. Tại chỗ này nó có một cái hốc. Rồi một đầu chì một đầu nổi nữa này của chú anh chị ơi. Có cá bự nữa. Đầu chì đầu nổi nè. Nói chưa em biết lắm mà. Trời ơi. Chim nào nổi. Trời ơi, hai cá thì co luôn của chú anh chị ơi. Xúc cái gán luôn mà. Nó bị xúc cái gán luôn mà. Thôi cặp cá lóc này. Thôi thằng cặp cá lóc này. Cá lóc này không trốn chị à. Cá lóc này rồi. Cặp này ngon thiệt. Chúng rồi coi chú anh chị à. Rồi cặp cá lóc này nó mập đây nè. Thấy mê thiệt chứ. Rồi giờ cho vô vỏ thôi còn mấy cái nữa hết rồi. Thôi nó có cái đường mòn dễ đi vậy. Cỏ vô này cắt dữ lắm luôn. Cái kia nghe bụp bụp không biết phải nhớ vô cái lờ mình không nữa. Dở cái này trước. Trước mọi đây cá chê đó mà sao. Trời ơi con gắn nước. Gắn nước vô chết xịn luôn. Gắn nước vô chết luôn. Nước vô cái cá nó dám vô không nữa. Một con cá lóc. Ôi đường này đặt cái lóc xả quá coi chú anh chị. Ăn nước vừa hết sức. Không có cá chê bữa nay. Cái này là cái cuối cùng rồi cô chú anh chị.
tao đặt có 13 cái à. Tại là cái của em bị tao mượn hết rồi. À. Có 13 cái, còn giải gấp ở nhà nữa. Này đất nằm cá chứ. Thằng cá chết trắng, giờ ngồi thử. Cá chết trơn nước lên nó ngập á. Mới cái sạch này. Hết rồi, cái cuối cùng cũng được con bộn mới cái sạch. Giờ anh về thôi. Nha. Gà mấy bữa gọng cá của chú anh chị. Còn được ký mấy nè. Để con dở lên này cái cho mẹ coi nè. Nặng nha mẹ. Cái này là con cho hơn phân nửa rồi đó. Mẹ hơn ký vậy. Ừ, con cho hơn phân nửa mà còn như đó là dư ăn rồi. Ôi ôi, cá bự bự không. Có một con cá nhỏ, hai cá nhỏ à. Ừ. 4, 6, 7 con. Ký mấy á mẹ. Ừ, em ký mấy á. Cái mềm của chú anh chị. Cái này làm cho phân nửa rồi đó. Mà còn như đây nè. Còn bữa nay mình làm món gì vậy mẹ? Cá kho dưa cải đi. Cá kho dưa cải. Ừ. Cá lóc kho dưa cải. Kho dưa cải. Chứ kho tiêu, canh chua gì đủ hết trơn à. Giờ biết làm gì vậy? Rồi bữa nay mình ăn cá lóc kho dưa cải. Ừ. Ôi đẹp gái quá, baby đẹp gái quá. À, cô chú chị bà bạn ơi, mẹ em cũng đã làm cá sạch rồi. Đây, mẹ em lựa ba con cá lớn nè cô chú chị. Hai cặp trứng luôn. Quá trời ngon cái trứng rồi bé Vy ơi. Đây, mẹ em có mua đậu nè. Đậu này chút xíu xào. Đây, dưa cải này để kho cá nè cô chú anh chị. Giờ bé Vy lật đậu nha con. Cái này có chuyện làm rồi đó. Nay có chuyện làm phá lật lắm. Cái này có chuyện làm rồi ha. Cái mặt á, cười lớn nhất cái. Thôi giờ con mẹ giờ biết thôi mẹ. Bé Vy lật đậu nha. Mẹ cái nhà giờ biết với mình nha. Mẹ có mua mấy trái dưa leo nữa nè cô chú anh chị. Dưa leo bình thường chứ không phải dưa leo chuột. Cái này là mình rửa trước vậy là mình lặt nó không nông nước cho mẹ. Ừ, mình rửa muối trước vậy đó. Mình hăng ngon lặt. Chứ mình lặt trước còn rửa nó nông nước vô cái ngon. Dạ. Bé Huy càng ngày càng lớn càng giỏi hả mẹ? Giỏi lắm mà. Công nhận mấy con cá này nó mập mẹ ơi. Hai con có. Mà hai con có trứng rồi. Dạ, cặp trứng rồi, dạng hợp luôn nè. Vậy là bữa nay mình nấu cơm chắc nữa rồi. Nên nấu cơm cạn ngay trong nhà mình có canh nè. Dạ. Chưa có mưa chứ không sao. Dạ. Ơi. Ơi. Nó chạy gần mưa rồi. Bé Vy hát cho, tặng cho bà nội bản nhạc đó bé Vy. Bản gì cũng được, con thuộc bản gì. Ghê lắm. Thì ghê lắm hả? biết cái thằng hát thì ghê ha. Lớn lên là bé Vy ca hay đó mà tại vậy thôi mắc cỡ thôi. Dặn cái kỳ dở là kỳ này cũng ăn trúng quá trúng mà. Tính ra 13 cái dính 12 con cá lóc mà cá bự nhóc nha. 3 con cá được 2 cặp trứng. Cái gì cho hơn phân nữa mà còn nhiêu đó đó. Vậy đó hả? Trời ơi, có mấy con cá sặc hả? À? Vô cá lóc không vô cá sặc ha. Vô cá lóc không, vô cái vô nào có cá lóc chưa? Vô cá sặc gì thì không vô cá lóc. Có mấy cái lò nó bị mục quá mẹ, cá lóc nó tung ra gách lỗ bự sức. Còn nhận con nào này nó mập. Có cá dở cái 4 con luôn.
Dài hả? Để con đỡ lại. Nghĩ gì ghê đó. Giỏi lắm mà. Nửa lớn lên là làm đầu bếp hết hả bé Vi? Ừ. Chứ làm gì? Không làm đầu bếp mà làm gì? Đầu bếp làm gì? Chứ con thích làm gì nè. Con mà nói thích làm gì cha ráng làm kiếm tiền để dành tiền cho con làm ngày đó luôn á. Thiệt. Con đứa gái à, phải cưng phải lo chứ sao, đúng không? Vẽ. Làm gì? Vẽ. Vẽ hả? Nữa là họa sĩ hả? Chà. Vẽ chơi à. Ừ. Giờ mẹ ốp cá. Ốp cá. Mẹ thấy không, mấy cái hũ này mà mình gửi mình để cho ra gáo, mình đựng cho kiểu như lúc trước làm mà nước nó nhỏ vô nó mới chảy thôi chứ bình thường đâu chảy đâu, dễ gì. Muốn gửi hạt đi. Muốn nhỏ bột ngọt. Nước mắm, nước màu, nước gì vậy? Nước màu tôi nước mắm à? Cho miếng tiêu, cho trái cơm. Nước màu tôi nước mắm hả? Kêu là dài dài chút xíu thì chết rồi. Tặng ngắn quá. À. Ngắn quá chết rồi hả? Hai cặp trứng luôn. Cặp trứng ngon nha mẹ. Ừ. Để đi hầm bằng miếng xạ, à, miếng tàu. Đổ nha, một con ấy nha con. Thôi thôi, để thôi con chặt tay cái đổ à. Bể à, đổ không nói nó bể. Đổ có khác mà mua khác mình để vô chứ bể cái này rồi luôn. Cá mình ốp gầm cho miếng tỏi của hành băm này nè. Miếng cá mập và thích sức thịt nè. Ừ. Nhìn chúng cặp trứng nó đẹp đó kìa, chàng hợp kìa. Vì bên này chúng mảnh rồi đó Quỳ. Ừ. Cái đụng thao. Cái đụng cái thao rồi cái thao luôn. Để cái thao luôn. Mình cắt vừa cả ra đằng mình rửa. Bé Quỳ đứng ngưng sao mẹ đang học làm nè. Cắt cái bẻ bẻ rửa chăm cho sạch. Gái học theo bà nội nghe con. Ừ. Ừ. Bắp giòn, làm tao bỏ cái cùi bành trứng nè, hẳn đâu cũng được đâu. À, mình đi nhanh 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 nhanh. Ừ. Bè bè. Rửa cho sạch trong rồi nè. Trong bụi cái cát nữa mà. Ừ. Đừng ôm mèo bé đi. Thấy được cá chê kho dưa cải này cũng ngon lắm mẹ. Ừ. Nhưng mà củ này nó làm kỹ sạch trên. Dạ. Bé Quỳ thấy gào rồi cái anh Dũng á, cha thấy rồi kìa. Ông bà cô chú thấy rồi đó. Thấy đây bây giờ nha. Giờ mẹ sắc dưa cải ra cái chuẩn bị kho cá rồi kìa. Đừng sắc nhỏ quá, đừng sắc lớn quá. Nhìn dưới cải giòn hả mẹ? Ừ. Sắc như vậy là vừa kho luôn. Mình trộn thì mình sắc nó nhiều hơn. Mình trộn mình xào rồi mình sắc nhiều hơn, không có sắc trong chảo. Dầu nấm này mình cho tỏi với hành tâm vô. Mình tỏi vàng này, mình cho cá vô.
thì cái mình mấy cá này cô chú anh chị nào mà ở Sài Gòn ha, ở phương xa mà thấy mấy cá này thì chứ thèm luôn á mẹ. Con nào nó heo nu cứ nào cứ lấy cái thịt kìa. Giờ bắt đầu mẹ xấy cơm được rồi. Con nhặn gạo này nấu cơm nhặn xốp ngon thiệt nè. Ừ, đậm nó ít luôn. Gạo này ngon thiệt luôn. Không cháy mà lên dẻo nhẹo đã. Cho nó ghiêu ghiêu cái nước gia vị nó thấm vô cá mình cho miếng nước vô. Tròn quá, quay càng quay nó càng nằm bên mà. Giờ cá nó cũng săn rồi, cho nước vô. Chán cái chảo nãy cái mặt. Cái nãy cái kia bằng gì? Giờ mình xào sơ với cải đành bỏ qua cá. Rồi dầu nấm mình cho tẩu vô rồi mình xào sơ với cải. Nó vàng rồi mình cho với cải vô. Công nhận dưa cải mà mình xào thơm dưới mà. Ừ. Giờ dưa cải nó có mặn sẵn rồi mình có cho muối nữa, mình cho muối đường. Thơm thiệt luôn á. Thơm không bé Vi? Muối đường với muối sắc được ngọt. Cái mặn sẵn là khỏi chạc liêm luôn. Mình bỏ ra cá. Giờ cá nó cũng chín rồi, mình cho dưa cải vô. Cải vô là thấy hấp dẫn này để coi chú anh chị. Nó nằm trên mặt với mà khỏi trộn nha. Cho hành vô luôn. Cái này mà muốn ngon là sắp một lớp dưa cải ở dưới. Cái tới lớp cá tới lớp dưa cải là còn ngon dữ nữa. Giờ mình bắt chảo mình xào đậu. Cái khâu cuối cùng là xào đậu của chú anh chị. Xào đậu xong là gia đình dọn cơm lên ăn được rồi đó. Nhìn nồi cá kho như cải quá hấp dẫn luôn mẹ. Thấy cái đó bụng liền luôn coi chú anh chị. Điềm, nhà cũng chưa lên. Giờ tỏi vàng cho đậu vô. Bé Vi ơi, con vô nhà mời ông nội chuẩn bị ăn cơm con. Má trộm của hôm đó nhạc cũng chưa lên. Nãy chị rồi, chị cần cá lóc rồi, gấp đi. Cô chú anh chị và bạn ơi, món cá lóc kho dưa cải mẹ em kho chín rồi, cũng như là món đậu xào cũng đã chín rồi. Em cùng gia đình mời cô chú anh chị và bạn ăn cơm cùng với lại gia đình của em nha. Mời cái nhà dùng cơm gia đình mình nha. Mời cái nhà dùng cơm gia đình mình nha. Chú cũng con, mời cái nhà cũng con. Trời ơi, ăn con, đây là món đầu tiên mà ăn á. Cá lóc kho ghim, cá lóc là một kho ghim dưa cải là mới ăn đầu luôn á. Ăn nghe Vi. Ăn cặp trứng nha Vi. Gấp đi, ôm ăn đầu luôn á. Con ghim cải nè. Gấp đi con, gấp cặp trứng đi. Con nào gấp cho nha. Gấp được hả? Giỏi. Hay quá. Trời ơi, hai cặp. Ớt. Trời ơi, năng chớt nữa gì. Ngon lắm con. Quá đã luôn. Quá đã, hai cặp trứng. Chê mà thôi cũng ngon lắm cha. Con cũng là ngọc tiên ăn cá lóc thôi. Cá vàng nó ngon quá ha. Thôi dưa cải đó chứ con có ăn cá chê rồi.
có một vị là trứng nhất là hai cặp trứng. Mà để từ đó, từ lúc quay tới giờ bữa nay là ăn kho đó. Đầu tiên kho luôn. Ngon hả Vy? Béo. Con sợ mụn không? Không hả? Ừ. Đâu đâu ăn cũng không sao. Bổ mà. Thật nó nói vậy chứ ai nào nổi bụng rồi, nổi bụng rồi đó. Nó bụng cho con nữa mà bữa nay mày khỏi có ba con lớn á, còn có ba con lớn còn ba nhỏ trong trong vỏ nữa. Nắng ngát nắng còn ngát nữa hả? Ai? Nóng chưa? Ừ, không. Con ăn mạnh mạnh lên. Chị nhớ hôm qua. Hôm qua ăn cái món gì? Nóng luôn à? Ngon hả? Ngon. Còn món món cá thọ. Cá thọ dưa cải này lạ miệng mà ngon. Đi chơi. Nói lên không lẽ giờ ngày nào cũng thấy ngon với mà thì ngon thiệt mấy ơi. Tháo dàn giáo rồi, gỡ cái dàn giáo ra, không phải cái gì cái hộp. Nội ăn không dám gấp cái gì mà. Còn mới không gấp. Nội ngại không dám gấp. Cá thịt dễ cắt ngon. Bên xào vừa tới giòn ghê mà. Ngon mày. Ngon. Bữa nay tàu hồ nó hấp hết ta. Mưa hầm quá trời hầm. Đúng rồi. Đâu sao đâu, người ta thì mưa mà mới làm cái hàng gà thôi. Nghĩ cửa. Ừ. Cái này gắp cho con ăn. Giờ già yếu ăn hai cái con lâu quá chứ. Có lao động mới ăn cơm nhiều được. Ừ. Trưa mình nấu một lít gạo là hết trơn. Ăn rồi ngủ thêm cái dừa. Rồi vô uống cái dừa khỏi ăn luôn. Giờ uống dừa nghỉ ăn con à. Chúng ai giờ ai có tuổi cũng vậy vậy kìa. Giờ mình già gã này không có lao động. Bảo thử nó teo. Hai cá lóc là hai cặp trứng. Hai cặp trứng là ba con, hai con có trứng. Trời ơi, cá này bắt đầu có trứng rồi mưa ơi. Nó đẻ. Mà ăn món gì cái Huy? Cái gì? Mắm. Mắm à? Ừ, nó mắm rồi. Cái giống nổi vậy. Hai mắm à. Dạ mắm cuốn qua ngon đó. Rồi ăn nữa đó. Qua ăn quá trời luôn, cả chén cơm. Rồi ăn gì ăn mắm rồi. Cái nhiều mắm không ạ? Ừ, ăn bún chứ có lóc chứ không mà bằng mắm qua ha. Không bằng luôn, dữ thiệt.
mắm hả? Thẳng lên coi. Thẳng lên, ăn giá luôn. Ăn giỏ nội con của. Nội cái gái hai chứ cơm mà. Bữa nào ngon lắm mà được ba chén. Nội hôm qua ăn mắm được ba chén á. Có khi ăn 5 chén được. Không nổi, bể bụng. Không nổi ăn 5 chén mà còn ngủ à. Bể bụng luôn. Trời mắt không ăn. Ăn mắt rồi sáng mắt. Ăn mắt rồi sáng mắt. Ngáo quá vậy. Ăn mắt rồi sáng mắt hả? Sao có ăn cái bông bầu tử cá trà mà còn không lớn bầu tử nó ăn cơm nhiều. Ăn bầu tử phải lớn bầu tử chứ. Các bạn ăn cơm vậy là giỏi rồi. Ngon. Cái gì? 10 điểm. Hết luôn, ăn hết trứng luôn. Đậu mày xào giòn đã sao đâu. Vừa tới à. Vừa tới ăn giòn. Ăn giòn. Ăn giòn ngon. Giòn. Đậu cũng giòn, lê cũng giòn. Cái gì cũng giòn hết. Ừ, con thôi. Thái ăn thịt xào mũi guốc. Ừ. Nói giờ muốn nghe món đó con ăn bắt tôm đúng không? Ừ. Cái này mời mời ăn ha. À, chị nay nọ nào làm cho con ăn luôn ha. Thằng ngồi thẳng lên nè. Cô chú chị và bạn ơi, bữa cơm gia đình của em đã kết thúc. Em xin thay mặt gia đình cảm ơn tất cả cô chú chị và bạn rất là nhiều. Mỗi thời gian quý báu ra xem video. Em xin thay mặt gia đình mến chúc tất cả cô chú chị và bạn luôn nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Và em cũng xin đại diện gia đình xin hẹn gặp lại tất cả cô chú chị và các bạn vào video tiếp theo. Bye bye. 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 Bye bye.